đời mấy ai. Những lúc có thêm nhiều kẻ ghét ghê, đêm đêm ngao ngán thở dài, nhìn lên mà hỏi ông trời, trời ơi tôi phải làm sao, trời ơi ông trời ngoài mặt làm ngơ, vì đời không giống trong mơ, kiếm người vẫn xấu diễn ai, trần gian là con đò mà cớ sao gây oán thù, vì kim tiền phụ nhau, vì kim tiền mà đau, nhưng khi có tiền thì tiền cũng có. Lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe, đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà thôi. Cuộc sống không có tiền không được. Bởi vì chán quá, mấy bữa nay không biết sao. Cười cái gì, thì điện thoại phải để sâu chứ, để là lỏng nó rớt. Thiệt tình hả? Hello. 818. Ừ. Có rảnh không ra nói câu chuyện quan trọng là tám mà. Ừ. Dạo này làm ăn được không, cho tao mượn 70 triệu coi. Thì đó, định đi mua cái bộ đồ mới. Có đứa con gái được cái nên ếch. Bà nội nó hay giặt đồ giùm tao, mà nó gom cái áo bộ này giặt với cái quần bộ kia được không? Đó, bây giờ hai cái nào cũng ướt hết trơn. Mỗi lần tao ăn bận ra đường, tao không biết, tao tưởng tao ở trong tù mới ra không à. Ờ. Rồi cúp luôn nè. Bởi cái dòng mình không có tiền nói chuyện, không có ai để ý mình trơn. Bởi tôi ghét luôn. Phải có tiền. Bởi vì đợt này là tôi phải hốt được cái thằng rể này. Việt Kiều nha. Mấy chị có ai có thằng rể Việt Kiều không? Có không? Sao có được? Tôi sắp có. Hả anh có hả? Có rể Việt Kiều hả anh? Được không anh? Được không? Được không? Xài được ha. Bởi vì Việt Kiều nó ngon. Thấy không? Ở bên kia nó đẩy qua cái một tờ nó bằng mấy tờ của mình. Thành thử ra là mình có là mình mới xài được. Mới được có thằng này dễ thương lắm. Ở bên kia gì à? Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thăm đường tình quê. Bao năm qua cách chợ đường xa xuôi ngược bốn hoa. Ôi kỷ niệm yêu mãi chân nghèo tỏa khói lam. Đó. Có tía nè. Dạ. Con trai đẹp quá, đẹp quá à, kỳ quá. Đây nè có. Ừ, dòng sông đẹp quá. Có đây nè, mày đừng né nó đi nè. Tao luôn mày luôn, mày đừng né được nha. Nghe mày nha, trời đất ơi, thích dễ sợ thì cái thằng dễ thương thiệt bà đâu cha. Việc nghèo về thơm phước à. Thơm phước à, con quỷ mới xài cái dầu thơm hiệu gì, thơm phước à. Bán đứng dậy nặng quá bác ơi. Trời đất ơi, ta nói hửi muốn rụng nụ luôn hả. Dễ thương. Ông rất là dễ thương quá, lâu quá rồi nhưng mới về tới đây. Hết quá đi hả. Dễ thương thì là dễ thương hả. Tại sao con nhăn mặt lại với ba vậy hả? Gặp ba là phải ôm ba chứ hả. Tại sao lại nhăn cái mũi như vậy? Dạ cưng muốn chắc luôn à, cái thằng quỷ sứ. Dạ con cảm ơn bác. Ừ, con có quà Mỹ bác thích không? Trời đất ơi, thấy cái giống Việt Kiều có khác liền. Thiệt, vừa về cái đập quà cho mặt liền. Dạ thích đây lắm. Con tặng bác. Ừ, xin gom mà con. Dạ con nghĩ là bác nên dùng. Nó có một cái sự phủ phàng nhẹ. Dạ bác bị một cái chứng bệnh mà tiếng Hoa gọi là mũi thiến á bác. Mũi thiến là gì con? Là miệng thúi á bác. Mới về quê con. Thí dụ mà con bác có bị vậy thì con nói nhẹ là bác hơi thở nó hơi nặng nề chút xíu. Nói né né ra chứ ai mà mũi thiến, mũi thiến thiến bà nội mày thiến.
bậy bạ hết sức cái thằng. Ăn thì ăn, có gì đâu. Bởi vì thôi được rồi, dễ thương quá. Con mới về thấy quê hương mình sao con? Quê hương mình đẹp quá bác ơi. Con đi tới đâu thấy cũng đẹp. Ôi dòng sông cũng đẹp, cánh đồng cũng đẹp. Ôi con đường làng cũng đẹp. Mọi người người ai ai cũng đẹp. Ôi kìa em bé cũng đẹp. Mà sao bác không đẹp? Sai quá. Con phải thấy được cái nét đẹp của bác nó tiềm ẩn từ bên trong. Con đừng có nói như vậy nha. Bác nhìn là có ai thấy con đẹp liền à? Bận bộ đồ đỏ chó, nhìn dễ thương, sợ nhìn như đi đấu bò vậy đấy ha. Thương ghê, đi đâu rồi con? Dạ bác biết không, con vừa quá cảnh xuống sân bay Bangkok á, là có người ta tới đón con về trực thăng thiết giáp quân đội tới đưa con đi luôn. Sướng gì vậy? Dạ tưởng con cầm đầu phe áo đỏ không à. Đất ra được bác con không? Dạ, cũng đưa về thẩm vấn con. Ờ. Họ nói quá trời quá đất luôn á bác. Ngon sao? Họ nói... Nó bằng tiếng gì? Thì dạ tất nhiên là nói tiếng Thái rồi bác. Sầm khỏi sập này. Rớt ta tạp hồn cái khẻm bắt tải xăm tắc cái mặt bờ đổ nó khả bắt tát lúc lại cho bước kia tặng cho mẹ mà. Nói gì hả? Đúng rồi, họ nói vậy đó bác. Ủa sao bác biết nói tiếng Thái hay vậy? Trời đất ơi, tao phải biết nói tiếng Thái chứ. Ủa bác có thời gian ở Thái hả? Không, hồi xưa tao bán me Thái. Đó, ăn biết me Thái là tự biết nói tiếng Thái hả? Ủa vậy hả bác? Ăn gì biết nói cái đó con? Dạ. Giống như bây giờ con ăn mì Tàu là con biết nói tiếng Tàu. À. Con ăn cái cuốn Hàn Quốc biết nói tiếng Hàn. Ồ. Nó ăn cà ri Ấn biết nói tiếng Ấn. Vậy đó. Ờ, ăn me Thái là biết nói tiếng Thái. Ờ. Vậy bác ăn thịt chó là bác biết tiếng gì bác? Biết nói tiếng Việt nha mày. Mày đừng có gài bác nha, bác chưa có khùng à. Dạ biết không, cái con sợ quá đâu có dám ở bên Thái đâu, cái con đi đường bộ Campuchia về. Đúng rồi. Con đi dọc đường sao tôi nghe bụi mịt mù phía sau luôn á. Chết nhà, cái chuyện gì vậy? Con tưởng động đất. Có phải động đất không? Không phải, nhìn lại phía sau thấy trâu bò sao nó dí con quá trời luôn bác. Con chạy thục mạng luôn. Chứ gì nữa, trâu nó ghét màu đỏ, mày phải bận cái màu khác. Con sợ quá, con kiếm cái áo tròn đen khoác vô. Thằng này thông minh, bò ngưng dí liền đúng không? Dạ, nhưng mà bị chó cắn quá. Chó nó cắn nó cạp, nó tươm cái áo tròn. Con vừa chạy vừa tháo ra bỏ chạy thoát thân. Ừ. Về tới sân bay Tân Nhất, hai hàng người đứng thẳng tấp đợi con. Hay quá, người ta ra người ta đón con đó. Dạ, con bước xuống không ai thèm nhìn con hết trơn á. Đi thẳng một mạch về gặp bác, tưởng thoát nạn ai ngờ bị mũi thiến. Mày né cái động từ nha. Mày né cái động từ thiến ra mà hồi tao thiến mày đó nha. Nha. Dạ bác ơi. Nói được rồi, con trai con về đây đi, con đừng đi đâu hết trơn á, mệt lắm. Không, cho con về nhà con thăm. Bậy bậy, từ từ, con phải gặp con gái bác trước. Dạ. Hai đứa hẹn nhau quen trên Facebook rồi phải gặp nhau một lần nữa coi cái tình cảm nó phát triển tới đâu. Dạ. Con gái bác đẹp lắm. Dạ, con biết mà. Thì bởi cái mặt nó giống như ai nè. Dạ. Nó phải khen, mặt dạ, giống dạ. Phạm Hương con. Ồ vậy hả? Dạ. Đẹp. Vậy con ngon quá, cho con gặp gái bác nha. Ừ, để bác điện cho nó ra liền. Ở trong nhà con điện thoại hả bác? Điện phải điện nó mới ra. Ừ. Gái ơi, ra con ơi. Ừ, gái con. Dễ thương. Ở mà nghe nhạc nó ra là phải có nhạc. Dễ thương. Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Trời ơi, cái mỏ nó kìa như con cá ba sa. Tiếp, 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 tiếp. Nó đi rồi. Sao mày giống như... Tát đi câu hồn. Đạn ké. Một lát thôi anh tao cứa mày nha. Cái thằng giật giật. Tía ơi, không cho con làm lại từ đầu hả tía? Không, ca vậy đủ rồi, con gái xuống dạ. Đi. Gặp bạn trai con kìa, con hả? Nói này cái thiệt gì? Mày cứ tối ngày mày hát nhép hoài, mày hát thiệt đi. Người ta như quỳnh mặt mày hát như quần vậy thiệt quá. Đấy. Tía ơi tía, sao tía nói con kỳ vậy tía? Mày đừng có lo nữa, mày ngon cái chuyện chính này. Mày ngon mày tiếp Việt Kiều với con quỷ này thiệt. Ủa bữa nay con được gặp Việt Kiều luôn hả? Bạn trai mày quen Facebook đó. Dạ. Anh. Trời anh ơi, em gặp anh em mừng quá à. Mừng quá trời mà đất luôn á, thương quá à. Anh ơi, anh nhớ em không? Anh nhớ em không anh? Anh sao vậy anh? Hình như cha con em... Gì vậy anh? Đấy, vậy. Anh có quà tặng em thích không? Trời ơi, con có quà Mỹ, con có quà Mỹ. Thích, em thích lắm. Thích lắm. Mày, nó tặng mày cây sân gươm. Ủa? Trời, em mày.
một chứng bệnh mà tiếng tiếng Anh gọi là viêm canh đó bác. Viêm canh là gì? Là viêm cánh đó. Anh nói gì kỳ cục quá. Trời tía ơi tía. Ừ. Cái này dầu cù là. Thơm quá tía ơi. Trời đất. Thơm tía. Trời. Thơm quá. Dạ. Nuôi nó lớn lên thì con gái ra đường là phải đứng coi nồi ngồi coi hướng ha. Nó cầm cái chai này nghĩ sao nó vào cù là mà xước cho trong mũi được, cái con điên này thiệt. Không phải hả tía? Mày ngu gì vừa thấy. Chứ gì vậy? Cái này là son dưỡng. Phải để này nè ha. Nó tốt mà thai trong môi ha. Cưng ha. Hả? Dạ. Dạ ngồi bác ơi. Con để bác tha được. Dạ cái đó. Dạ chai lăn nách đó bác. Sao mày không để mai mày hẳn nói. Mày để tao ăn cái chai này luôn rồi mày ăn nói. Không sao, chai này chai mới, không có sao đâu tía. Dạ cái chai này là chai mới. Nhưng mà bay ba mấy tiếng rồi. Tới lúc mà hai mấy tiếng con thấy hơi bị hầm hầm. Cũng có xài một lần rồi. Rồi cái lúc gần tới con thấy nó cũng hơi khó chịu. Con xài thêm lần nữa. Thật sự là mới có hai lần rồi bác. Ô cái chỗ bôi hẻm mà mày đưa cho tao bôi mỏ hả mày? Trời, ba mươi mấy tiếng luôn đó tía. Tại sao mày Việt Kiều mày không tặng được một cái chai mới mà mày tặng cái chai coi sao được? Dạ con định tặng chai mới nhưng mà lại dọc đường người có ngứa ngáy không có tắm không có lấy xài thử không, bác không thích con lấy lại bác. Cái gì đã qua rồi tôi để nằm đây luôn đi con. Khi nào có cái mới rồi để qua cho bác sao? À, được rồi. Ủa thấy người em khỏe mạnh em có chơi thể thao được không? Trời em mê thể thao lắm luôn. Vậy hả? Đó. Em chơi nhiều môn lắm. Tay nít nè. À, đánh cầu lông nè, bơi lội nè, mà em khoái nhất là nhảy dây anh ơi, nhảy dây nè anh, trời ơi khoái lắm. Lại, khép cái cánh lại má ơi, đã bị cái đó mà còn tạo gió nữa, thiệt tình, cái con nhỏ nhiệt tình ghê. Sao mà gia đình bác, hai cha con toàn là tà khí rồi. Con ơi tà khí cái gì, thì bây giờ gia đình nó có cái hương vị riêng, có cái là nó khác cái nơi phát ra thôi, đứa từ mồm, đứa từ cánh thôi. Em mà nếu mày mà để yên nó đi. Anh ơi nếu như mà anh làm quen nó là mất anh ghiền luôn á. Ghiền cái gì? Nè má, giơ lên. Dạ. Phạt, kẹp xuống. Cái gì vậy bác? Ừ cái cục mút thấm dầu thơm đó con. Để vậy cho nó khử mùi. Dạ nếu mà em biết mình có chứng bệnh đó thì mình đừng có chơi mấy môn thể nào mà dơ cánh được. Ừ. Mình chơi mấy môn mà nhẹ, thí dụ như cờ tướng đó, chấm khép nè. Đó, cờ vua á, chiếu tướng rồi. Sao mà em kêu nó đánh caro luôn đi. Chán thiệt á cười. Hai đứa phải làm quen nhau chứ sao cứ nói cái gì không mà tôi giận ghê hả. Anh về còn không có gì hơi lì xì hả? À, trời ơi còn có lì xì. Dạ 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 cho em bớt, lì xì bớt, đi anh. Bớt bớt lại. Dạ bao nhiêu vậy anh? Thì em mở em xem có. 100 đô em. Một trăm đô. Này nó có độ đàn hồi nha. Tán một cái mặt mày vuông dứt luôn nghe mày. Không anh lấy hơn 100 đô rồi. Con gái con lứa thấy tiền mà cái nhiêu mà dữ vậy. 100 đô. Đâu đâu 100 đô. Ủa sao nó có à. Nè nè nè. Thiệt không? À, 100 đô tí rồi. Tí rồi 100 đô. Còn lần 30 tao cho mày phát huy. 30 Tết tao sẽ cho mày phát huy nha con lần nha. Dạ trời ơi tôi nói 100 đô. Lì xì 300 đô. Trời ơi. Trời ơi cái này thiệt hả mày? Thiệt cho mày khỏe mày đi. Mày ngựa ngựa múa lân hả mày? Cha con vui quá nó cho 500 đô. Tao còn vui hết nổi rồi tía. Đau quá. Hậu hậu quả của làm lố. Mày dạ. Mày để tao đi, có 2 đô may mắn em thích không? Trời ơi. Cái tàu dạ, dạ. Nó hiếm lắm. Cái tàu 2 đô hiếm lắm. 2 đô tặng em 2 đô. Trời sao mày không tặng bác? Mày bác đưa cho tàu 2 đô. Không cái này của con. Ơi bác không cần phải giành giật. Thích 2 đô con tặng 2 đô. Trời ơi cái thằng đẹp như ông tiên nghe thiệt cả trời ơi. Mình chỉ kêu mà ai thích mình tặng. Con ơi bác ba có 2 đô. Ba có 2 đô. Ba có 2 đô. Ba có 2 đô. Em thích 2 đô không? Dạ thích. Bác thích 2 đô không? Thích lắm. Câu hỏi là cuối cùng bác thích 2 đô không? Bác thích 2 đô. Lấy lại 100 đô. Lấy lại 100 đô. Có một cái sự sai sai gì ở đây nè. Dạ bác ơi. Sao tự nhiên cái tịch thu lại ta? Ồ dạ, con cân lắm luôn á tía. Dạ con xin có ý kiến cái được không bác? Ừ. Thì bác cũng có gửi hình cho con rồi con cũng có chat với em. Thì thấy dạ. Hình ảnh của em ở ngoài sao nó khác trong hình của vậy bác? Đâu trời có, nó đẹp lắm. Nó con bác biết không? Cái hình này con rửa ra con ôm suốt dọc đường mà cái động lực con về á. Cái con mới trên máy bay con cũng khoe.
đó, con gái của bác Tư này đó. Đó, mày để kế bên đi, nhìn như hai giọt nước, cái thằng quỷ sứ không để ý. Mày cười ra cho giống coi. Dạ đúng rồi, con nhìn hình bỗng dưng muốn khóc, mà con nhìn người con bỗng dưng muốn ói quá bác. Mày nói gì kỳ vậy? Để yên đi, à, mày đưa đi cho tao coi nè. Cười cái coi, 2, 3. Đây nè con. Là sao bác? Thật ra đó, mày trung thực tới đi, tới nói cho rõ ràng. Thôi cái tía, này là má nói. Nó. À vậy hả? Nó lấy hình má nó để lên avatar cái con này, cái tánh phải trung thực chút xíu. Vậy hả bác? Nhưng mà thật ra là con nhìn kỹ đi, ráng tưởng tượng thì hai mẹ con nó cũng giống mà. Giống nhau lắm. Vậy hả? Dạ. Má nó tên là Phạm Hương, con bác thì nó lấy họ mẹ, nó thương lấy họ mẹ lấy họ Phạm. Tên gì bác? Tên Pháp. Con bác tên là Phạm Pháp hả bác? Hả? Đấy. Phạm Hương Pháp. Ủa tại sao lại có cái tên đó hả bác? Ừ, tại vì bác với bác gái quen nhau bên Pháp, nó đẻ ra nó muốn nó thơm tho nó đặt là Phạm Hương Pháp. Quen bên Pháp hả? Ừ. Thiệt không? Thầy quen bên Pháp không? Chứ làm sao? Phải quen bên Pháp không? Thì quen bên Pháp đó. Tôi nghi nghi cái vụ giống như ăn mẹ Thái với tiếng Thái á nha. Có không? Ăn này kỳ có mấy gì đâu. Có, khai thiệt ra đi. Cái gì? Ăn mẹ Thái với tiếng Thái rồi còn chữ Pháp đó đâu ra, nó thiệt ra đi. Mày nghi hả? Ừ, nghi á. Thì nói đó. Làm sao? Thì hai đứa đi ăn bánh mì Pháp, cứ yêu nhau đẻ ra con này đặt tên Pháp. Trời Pháp ơi đâu. Bây giờ á, bảo lãnh nó qua đi. Dạ. Hai đứa nên tiến tới đi. Bác nghĩ hai đứa tụi con lấy nhau á, tao nói mày tiền nó không vô, tao làm con mày. Dạ. Đúng rồi. Hai cái mặt tụi bay như hai bức tranh nghe thiệt. Dạ. Mà để quả. Con cố gắng thu xếp. Con cố gắng thu xếp bác. Dạ, dạ. Nha. Dạ. Bảo lãnh nó qua đi bao lâu con? Dạ khoảng cũng khoảng 6 tháng hơn á bác. 6 tháng lâu quá. Dạ. Dạ. Ồ. Bây giờ lâu trong quá. Thời gian đó con phải làm sao để con cho bác cái cách đi đứng đồ qua bển mình đỡ bỡ ngỡ. À, bác thấy người Tây họ sang lắm con. À bác muốn chào hỏi theo kiểu quý tộc không bác? Phải chào hỏi một tí. Thì chiều quý tộc thì cũng chào đơn giản về C2 rồi thôi. C2 rồi hả? Trời ơi. C2 thì mày vậy nè, thấy không? Mày chào kiểu Thái đi, mày chào mà đi khắp đi. Ừ. Đó mày làm vậy chứ mày đừng có đưa như vậy lên nha. Dạ. Cảm ơn. Con giờ vậy con không bao giờ đưa lên vậy. Trời đất ơi. Thiệt. Dạ. Để bác thích chào kiểu quý tộc hả bác? Ừ. Dạ chào quý tộc thì tay mà để ngực. Đó, tay để ngực. Tay để ngực. Dạ, rồi mở hai chân ra. Ủa trời. Đó. Bác thích chưa? Dạ thì đó, nó phải quý tộc phải cực đó. Hello. Đó. Càng sâu càng lịch sự nha bác. Cái gì? Hình như có cái âm thanh gì vậy bác? Nó mát mát con ơi. À, bác xíu nha. Sao vậy bác? Vô thay quần. Tí em thay quần không sao đâu, bây giờ chỉ với em đi, dân em chào luôn nha. Thôi thôi thôi, em gái em quất cái dưới rụng nụ luôn em. Được đâu, thôi. Dạ. Chưa từng thấy ai như nó. Dạ. Nhà có nhiều cái quần nó gom giặt hết, chứ còn đúng cái quần này thì rảnh thôi quá. Thôi ráng bác, tí tém lại đi tí. Nó tém chứ một hầu mà mày, tao nói mà ai mà thấy bộ ấm trà là mày chết với tao. Dạ, đi đứng hả bác? Ừ. Dạ đi đứng thì cũng sau khi mình chào xong á nó vậy, cái mình giữ vậy mình đi luôn á bác. Ừ. Cái mình đi vậy luôn rồi đó. Trời mày à, nó sao đi mà cực vậy trời. Dạ cái này mà đi vô Thảo Cầm Viên đi được nửa cây số chắc tao giãn háng tao quá thiệt á. Trời trời, bác đi thử quá. Làm sao vậy đó hả? Dạ đúng rồi vậy đó hả. Ê cái này đi hành quân chắc vui lắm ha. Mẹ bà hành quân tao 1 2 1 2 nghiêm trang. Mẹ mày hành quân đi vậy mày giả đồng đội mày nát bắp dế hết mày á. Đó là còn gì hả? Đi vậy ai mà đang chiến đấu lợi nữa mày. Yeah. Bác đi, bác với em đi cho con quay hình lại xíu đi nha. Lại kìa, đi lại kìa, đi lại. 2, 3, đi vô. Mày nhớ đăng YouTube nha. Ô, ban ngày mà có quỷ. Trời ơi. Dạ, cái con này nó sỉ nhục mà mày không biết mày làm nhiệt tình, thấy sợ. Thôi đi. Bác đi đàng hoàng, bác cho đi, quay lại. Đi đàng hoàng trong bác đi cái đàng hoàng. Bác những hình ảnh này qua bển con sẽ phát trong chương trình TV á bác. Ừ. Phát phim. Mà phải phát lớn nha, phát đài lớn cho bác. À, Animal Planet á bác. Đài gì vậy anh? Cái đài đó đài chắc là đài phim Mỹ phải không con? Dạ, thế giới động vật á bác. Trời ơi, vui lắm, mình còn vô thế giới động vật. Nói mày xúc vật mà mày vui. Con này sao mày ngu quá à, tao nói thiệt á. Dạ thôi con cũng đi đường xa mệt rồi, xin phép bác cho con kiếm khách sạn nghỉ cái cho khỏe bác. Khách sạn cái gì? Nhà bác là khách sạn chứ còn đi đâu nữa. Dạ hả? Nhà bác là khách sạn rồi. À. Tiếp khách con, dạ, dạ, con nhỏ dạ. Này con có cần giấy tờ gì không em? Anh ơi đưa em cái menu đi anh. Menu anh đâu có ăn uống gì đâu, kêu menu em. Trời giờ này ăn uống gì cái menu đó anh.
menu là gì? Cái gì để người ta ghi vô ở cái gì chứng minh nhân dân á? À, ID. Anh đi. Không, ID. Em biết anh đi mà, không biết menu đâu. Menu không. Đâu? Cái chứng minh nhân dân tiếng Anh là ID. ID. Bước qua đây. Con sao vậy hả tía? Đưa đây. Dạ. Cho đi ăn học riết ngu người. Mày nghĩ sao cái menu mà mày nói là cái chứng minh nhân dân? Hả? Mày ngu gì ngu vừa thôi. Lộn. Mày nghe nó nói không? Mày chỉnh mày đó. Thấy không? Cái menu không phải là chứng minh nhân dân. Dạ. Thấy không? Chứng minh nhân dân lại đi. Ừ. Một cái menu là cái bằng lái. Phải không? Ăn học ngu. Dạ đây con gửi bác với em cái ID nè. Cất vô. Dạ, cất vô. Ừ. Ai rồi, sợ quá anh ơi. Gì vậy? Ủa cái chân bác bị gì bác? À, tê. Tê hả? Có sao không bác? Máu đang lưu thông dồn vậy tia. Anh ơi, bây giờ vô nghỉ đi, mình vô nghỉ đi anh, mình vô nghỉ đi. Giấy tờ gì nữa không kìa tía? Con cho bác xin cái hộ chiếu đi, cái password đó con. Cái password con đâu xài wifi đâu, lấy password bác. Cái hộ chiếu đó, cái... À, cái đó gọi là cái passport. Cái password má này dĩ nè. Có đi học xong nó chỉ tới password nè. Hộ chiếu password cái gì hai cho con bữa đi làm hộ chiếu, bởi vì tao nói hẹn gì tao nói đi vừa đi vô. Chị cho em làm cái password, cái từ giấy gan đi password wifi đưa cho mình. Tại sao mày ăn học chứ gì, tao cho mày học ngu chứ mày. Dạ thôi đừng bác thôi. Đây con gửi bác cái password. Tao cái gì vậy? Ba em sao tự nhiên bị ngã lăn đùng vậy? Ba tiên bác tuột đường bị tuột đường. Dạ tuột đường. Vậy hả? Đây bây giờ ba bị tuột đường. Bác có sao không? Không sao đâu, không sao đâu. Thôi à, con xin phép bác con cũng đi về cho nghỉ nha bác. Bác đứt cây kim tay con. Dạ con có biết con có bảo hiểm cây kim tay đó bác. Thực ra là bác kéo thử coi nó đứt hay không. Nó bắt thấy con rớt, bác sợ nó rớt đó con. Vậy hả? Ờ kéo thử vậy nè. Vàng ba mấy triệu lượng thôi dễ đâu, thở ra chọp. Mày phải cẩn thận, mày để gì nó rớt là móc túi cái thằng quỷ sứ dạ. Thiệt tình. Dạ bác mới lấy gì vậy bác? Cái bát quệt nè, dạ. À gì cái bát bo. Bác mới lấy sắp tiền của con phải không? Đâu tiền đâu lấy. Mới lấy sắp tiền cho con xin lại đi bác. Con rớt tờ không biết rớt sao. Con nhỏ này đưa tiền cho người ta. Giả thì giả vừa nó đừng có làm thiệt bác. Trời đất ơi. Đưa ra lẹ. Dạ rớt tờ không biết chứ rớt sắp biết liền bác, kiếm tiền cực lắm. Thôi mới về đây thấy con cũng nhá qua một cái, thấy tình hình không ổn mấy, thôi con xin phép về bển nha bác. Đi về nha. Ôi anh ơi đừng có về anh ơi. Anh ơi đừng có về anh ơi. Xin lỗi bác bác mà. Thôi bỏ đi, phải thương bác nha. Rồi bình thường em đã xấu em đừng nhắc ma thêm đó em. Con đừng có về con ơi. Tất cả bác cũng thương con lắm con ơi. Ê cái đầu chung với cái công tắc đèn con, sao giận dữ vậy? Ê thật sự con thấy bác cũng hay em cũng dễ thương quá. Không ấy thôi con sẽ bảo lãnh hai người đi luôn. Yeah. Giấy tờ gọn gàng đúng 4 giờ chiều tại sân bay Đa Phước. Hành lý nha, con ra ngoài con bút vé liền. Đi liền không anh? Phải như vậy, đàn ông là phải quyết đoán như vậy. Đi ơi đi Mỹ nè. Ủa Ngọc Hàng xin từ từ. Từ này mày nghe nó nói gì không? Sao đi Mỹ mà cái vé máy bay nó 4 giờ chiều bay mà giờ 3 giờ rồi. Giờ 3 rưỡi rồi. Trời sao đi Mỹ giống như đi Cà Mau vậy, mua vé xe vậy trời. Mày phải coi là cái sân bay Đa Phước mà lên Google mình search giùm ba coi là ở đâu. Đa Phước là cái sân bay gì vậy lão? Tía ơi, không có này tía. Hình như nó nhắn tin. Nhắn tin rồi. Nó chỉ đường phải không? Chỉ đường. Đi thẳng quốc lộ 50. Có cây cầu, qua cây cầu 2 km. Nhìn qua bên tay phải có cổng chào. Vô cổng chào thấy một cái hàng dương. Đi qua hàng dương sẽ gặp một cái hàng dừa. Qua hàng dừa sẽ gặp cái hàng rào. Nhìn lên thấy lò thiêu Đa Phước. Ủa là sao tía? Ý nó nói tao mày phải nên quả thiêu hai tụi mình hay sao? Ấy vậy tía ơi, dọn đồ đi mình lên trên lò thiêu mình thiêu. Mày điên chưa dừa không? Mày ngu mà không chừa đường vậy. Dạ bác. Giỡn thôi con. Đã xong rồi mày ghẹo bác hả? Anh ơi em ghẹo em không? Dạ con xin lỗi bác. Thật sự con không muốn vậy đâu. Con quay lại muốn nói với bác rằng á, con không có muốn hỏng với bác vậy. Con chỉ muốn nói với bác một điều á, là bác đừng có nghĩ Việt kiều tụi con ai cũng giàu có. Tụi con bệnh con đi làm dữ lắm. Sáng sớm ra khỏi nhà, về tới nhà là tắt ánh nắng mặt trời rồi. Tụi con nói đùa với nhau á, là ở bệnh tụi con chỉ có một cái tuổi, đó là tuổi con trâu. Đi cày suốt ngày. Tụi con đi cày
Nhưng mà trong lòng tụi con lúc nào cũng nghĩ về cái nơi chôn nhau cắt rốn. Trong lòng lúc nào cũng muốn trở về thăm quê hương. Đồng tiền thì nó quý thật, nhưng mà cái quý á, nó là tình cảm bác à. Nếu tụi con thật sự thích ai hay thương ai á, thì tụi con sẽ cho tiền mà không tiếc. Còn đừng có dùng chiêu trò, tụi con biết hết đó bác. Đó là tất cả những gì con muốn nói với bác. Bác đừng có giận con nghe. Con trai à, thiệt sự ra thì bác xin lỗi con. Bác không biết là con cực khổ như vậy. Thực sự ra thì bác đã thấy rồi. Bác cảm thấy là con rất là khổ. Dạ. Bác biết con khổ lắm con đúng không con? Dạ bác nói vậy con vui rồi. Thật thử ra là khi mà... Dạ. Con cũng... mệt rồi thôi con về đây, bác đã chặn đường con rồi, thôi con xin phép về thăm gia đình con chút xíu. Bác hiểu được cái nỗi lòng của con. Thành thử ra là bác xin lỗi con, hồi nãy bác hàm hồ quá. Dạ không có gì. Thôi con xin phép bác, con về thăm gia đình, con suy nghĩ khi nào cân bằng lại trạng thái, con cảm thấy tĩnh lặng, thoải mái con phải qua thăm bác nhà em. Thấy mà vui thì điện cho bác. Dạ. Vậy con xin phép bác con đi về bển nha. Cảm ơn con trai. Dạ, vài bữa ghé qua thăm bác. Dạ. Dạ. Tụi tao ngu hơn nó, trời ơi, tụi tao ngu hơn nó. Nó dám chửi tao mới ghê. Trời ơi, trời ơi. Trời hơn là tao rút được một giây rồi. Bởi vậy con nói. Cái thằng này nè. Tiểu tiểu, thấy con nhăn tay không? Con giấu liền. Mày giấu mà tao không, tao không kéo cái dây vàng nó làm sao mà mày thấy vậy. Nó nóng lắm là cái thứ mà chẳng chảnh đời, chảnh chảnh dạy đời tao. Cái ghét, bởi vậy mình lấy một lần cho chừa xong rồi á, tí còn đi. Ừ, tao lấy dây vàng ra con. Trời, tao nói một cây bao mấy lượng. À mà, một lượng bao mấy triệu. Tao nói à, trời đất ơi. Chú mày á vàng thè bay. Đâu? Ai biết là tí đưa con mày mà. Tao kéo ra cái dây vàng mà. Không, tí đưa con mày con chụp con bỏ đây nè. Trời ơi, con điên, mày nghĩ thằng đó mà. Tao quách mày. Đi mất.